Xác định vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là vào dịp lễ Tết, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn với tinh thần xuyên đêm, xuyên Tết. Trong những ngày Tết, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động 100% quân số, bám tuyến, bám địa bàn xuyên Tết, phối hợp cùng lực lượng cảnh sát cơ động và công an các huyện, thị xã, thành phố thành lập nhiều tổ tuần tra lưu động và nhiều điểm chốt kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là những trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngày Tết mà bỏ qua lỗi vi phạm. Trong quá trình tuần tra, lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt không lái xe khi đã uống rượu bia. Bản thân mình thì khi dịp Tết nếu có vui vẻ với bạn bè uống rượu thì mình sẽ không cầm lái và không tham gia giao thông. Chỉ tính từ đêm 30 Tết đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra xử lý 1.118 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền hơn 4 tỷ đồng, trong đó có 30 ô tô và 1.088 mô tô. Với phương châm không có ngoại lệ, không có vùng cấm, thì phòng cảnh sát giao thông và đặc biệt đội cảnh sát giao thông số 2 tăng cường các kế hoạch như tuyên truyền rộng rãi đến các người dân trong dịp vui xuân đón Tết, thì đặc biệt là khi đã tham gia giao thông là không uống rượu bia để đảm bảo an toàn giao thông. Và do phòng cảnh sát giao thông đã tăng cường các lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý nên là cái vấn đề uống rượu bia khi tham gia giao thông được giảm thiểu đáng kể. Việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông. Vì vậy, người dân nên chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.